các bạn. Trong quá trình triển khai dự án thì các bạn sẽ cần phải bóc tách chi phí cho dự án, đúng không ạ? Và dự án thì có rất nhiều loại các loại chi phí như là phần cứng này, rồi system OS này, rồi thì chi phí bản quyền, chi phí dịch vụ triển khai, chi phí outsourcing, rồi chi phí cho các third party hoặc và chi phí OPEX cho nhân sự của dự án. Có rất nhiều các loại chi phí như vậy. Và cái bài hôm nay ấy, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái chi phí bản quyền và chi phí dịch vụ triển khai. Tại vì sao mà đây là hai loại chi phí cơ bản chúng ta sẽ trả cho phía solution provider, nhưng mà tại sao chúng ta phải bóc tách nó, chúng ta phải hiểu nó như thế nào và bóc tách nó như thế nào để chúng ta có thể quản lý và tối ưu được cái chi phí bản quyền và cái dịch vụ triển khai này. Thì đó chính là cái câu chuyện của bài ngày hôm nay. Chào mừng tất cả các bạn đến với Proma Channel, nơi những chia sẻ của Proma Team hy vọng là sẽ có hữu ích cho các bạn trong quá trình quản lý và triển khai dự án, đặc biệt là trong ngành fintech and banking. Các bạn có thể đăng ký kênh để chúng ta có thêm những người bạn mới và để lại bình luận nếu các bạn có những cái ý kiến đóng góp về cái chủ đề này. Ok, chúng ta hãy cùng bắt đầu bài học ngày hôm nay. Ok, thì đầu tiên là chúng ta cần phải hiểu về cái license order hay còn gọi là hợp đồng bản quyền và cái professional service order hay còn gọi là cái hợp đồng dịch vụ triển khai. Thì license order là gì? Các bạn phải hiểu license nó là bản quyền. Bản quyền ở đây nó chính là một cái sản phẩm trí tuệ. Một cái sản phẩm trí tuệ nó được thể hiện physically dưới dạng một cái standard package, tức là một cái code base package, một cái system standard system của cái giải pháp đó. Thế thì bản chất ra về mặt lý thuyết ấy, thì khi mà chúng ta mua bản quyền ấy, thì ví dụ như chúng ta mua những cái bản quyền của các phần mềm thông thường như là Microsoft Office chẳng hạn, thì chúng ta chỉ cần mua, chúng ta activate nó lên và sau đó thì chúng ta sẽ dùng luôn mà không cần phải cái có dịch vụ triển khai đơn giản, bởi vì là đó là những phần mềm rất là dễ dàng. Chúng ta có thể tự config theo cái ý muốn của chúng ta và cái việc sử dụng nó rất là đơn giản, nên chúng ta không cần dịch vụ triển khai mà chỉ cần bản quyền thôi. Thì bản quyền đối với hệ thống của những cái hệ thống lớn do các hãng người ta cung cấp cho ngân hàng hoặc cho các tổ chức tài chính thì nó cũng tương tự như vậy. Nếu mà về mặt lý thuyết, nếu mà cái người của ngân hàng đấy mà có cái knowledge về cái hệ thống đó thì hoàn toàn có thể gọi là tự config và tự triển khai được. Nhưng tất nhiên cái trường hợp đấy thì gần như không bao giờ xảy ra các bạn, gần như không bao giờ xảy ra. Tại vì là đây là những cái hệ thống chuyên biệt nên là chỉ có hãng, tức là những cái người license owner, những cái hãng mà phát triển ở cái phần mềm đó thì người ta mới biết cách để mà config, để mà customize nó làm sao nó phù hợp với lại cái yêu cầu của client mà thôi. Hay nói khác là chỉ có người ta mới có thể implement được nó cho phía bank. Chính vì vậy nên là chúng ta cần có dịch vụ triển khai. Thế thì nó là một sản phẩm trí tuệ và nó thể hiện dưới dạng một cái standard package, standard configuration, thể hiện trên một cái standard system, đúng không ạ? Thế thì cái bản quyền này thì nó có thể chia làm hai loại, một loại là owning và một loại leasing. Nếu mà các bạn sở hữu nó thì các bạn có thể sở hữu vĩnh viễn. Vĩnh viễn ở đây có thể là không giới hạn về mặt duration, không giới hạn về mặt user và các module vân vân. Thế còn cái loại thứ hai thì phổ biến hơn là cái loại limited. Limited thì là chúng ta sẽ sở hữu cái license này ở dưới dạng gọi là hạn chế thôi. Hạn chế ở đây có thể theo nhiều cách tính hạn chế khác nhau lắm. Các hãng người ta có chính sách riêng. Ví dụ như người ta sẽ hạn chế về mặt duration, có thể là 5 năm, 10 năm. Sau đấy thì cái license sẽ bị expire và các bạn phải renew nó lại. Rồi thì hạn chế về user, thậm chí user có thể chia làm front office, back office, middle office vân vân, mà cái giá nó cũng sẽ khác nhau. Rồi hạn chế về mặt các module, các tính năng, ví dụ như report khác hoặc là các module riêng biệt người ta sẽ bán theo những cái giá khác nhau. Thì đó chính là cái việc mà license này ấy, thì là người ta sẽ break down nó ra và người ta đây này, các bạn nhìn thấy bên dưới là người ta có thể break down theo từng module một. Thế thì khi mua license thì tất nhiên là chúng ta sẽ phải chú ý yêu cầu nhà thầu sẽ expose toàn bộ tất cả các license mà chúng ta cần thiết để chúng ta biết rằng là chúng ta có thể mua cái gì và không nên mua cái gì, tránh cái trường hợp là chúng ta không biết được là có những cái license nào và đến lúc triển khai thì nhà thầu sẽ nói rằng ok, cái license này các bạn không có, cái license kia các bạn không có, đặc biệt là những cái license thuộc về cái middleware đấy, hoặc là những cái phân hệ thêm như là report hoặc là AI hoặc là machine learning đấy. Đấy là những cái phân hệ mà nó được phát triển sau, nên là đôi khi data mart chẳng hạn, nên là client sẽ không thể biết được. Mà nếu chúng ta không yêu cầu nhà thầu explore ngay từ ban đầu để chúng ta biết được cái gì chúng ta muốn mua hoặc là không nên mua ấy, thì rõ ràng là sau này nó sẽ xảy ra những cái tranh cãi.
Thế thì thông thường cái chi phí renew license này nó sẽ rơi vào khoảng 80% so với lại cái giá license ban đầu. Tất nhiên là nó tùy thuộc vào từng hãng chứ tôi không nói ở đây là các hãng nó giống như nhau đúng không ạ? Cuối cùng là cái thứ ba, cái nữa nó là cái license này nó thường phải đi kèm với lại license support hay còn gọi là chi phí maintenance, tức là chi phí bảo trì. Chi phí bảo trì hệ thống thì nhiều bạn sẽ hỏi vào thế tôi không cần bảo trì thì sao? Tôi chỉ cần bảo hành chứ không cần bảo trì thì sao? Thì thực ra là gần như là cái trường hợp bảo trì này là gần như là bắt buộc các bạn, gần như là bắt buộc. Hay nói khác, nó là một cái contractual obligation. Kể cả chúng ta không dùng gì cả, hệ thống nó không làm sao cả thì chúng ta vẫn phải mua. Tại vì là nếu chúng ta không mua thì ví dụ nó có làm sao ra đấy thì chúng ta sẽ không không có được cái availability của bên hãng để người ta xử lý. Ngoài ra ấy, trong cái mô hình bán hàng và dòng tiền để mà negotiate cái deal đó thì người ta đã tính được là cần phải có cái dòng tiền về maintenance đây. Thông thường thì chi phí maintenance đâu đó nó sẽ rơi vào khoảng chừng 20% so với lại cái chi phí license hàng năm. Thì đấy là cái phần license support hay còn gọi là chi phí maintenance. Tiếp theo nữa là sau khi chúng ta đã mua license rồi thì là các cái product nó sẽ có các cái update và upgrade đúng không ạ? Thì thông thường thì cái quyền update và upgrade ấy, thì nó sẽ là free, tức là thông thường client sẽ được quyền là nhận về các cái bản update và upgrade. Nhưng mà tuy nhiên ấy, cái việc mà triển khai cái upgrade hoặc update đó ấy, thì là đôi khi là bank có thể tự làm, tức là client có thể tự làm, hoặc là các bạn sẽ phải nhờ bên phía vendor làm cái phần upgrade đó. Thì đấy là tùy theo cái mức độ đàm phán cũng như là cái mức độ serious của cái việc upgrade. Thì thông thường là upgrade nó sẽ phức tạp hơn update. Update nó chỉ là vá một số những cái lỗi cơ bản, nó giống như hotfix ấy. Còn đối với lại upgrade thì nó là một cái lên một cái version mới, và thông thường nó sẽ giới thiệu một cái công nghệ mới, hoặc là ví dụ như chuyển từ Silverlight lên HTML5 chẳng hạn. Thì nó sẽ risky hơn và nó sẽ có nhiều những cái thay đổi hơn. Thế thì thông thường thì update thì nó có thể theo quý, nhưng mà upgrade thì thông thường 2 năm nó sẽ ra một cái version mới. Thì tùy theo bên phía client người ta sẽ đánh giá cái mức độ nghiêm trọng rồi các cái tiến trình công nghệ để người ta phân tích xem là chi phí nó sẽ như thế nào, triển khai nó làm sao, và các tính năng trong cái gói upgrade lên version mới nó sẽ như thế nào. Thì cái việc upgrade này nó đôi khi nó cũng hơi risky một chút nếu trong hợp mà cái system của chúng ta có những cái khu vực, những cái code base, những cái package mà nó được customize riêng dành cho khách hàng, thì nó cũng sẽ có những cái rủi ro ở đây trong cái việc tích hợp với lại cái version mới. Ok, thì bản chất cái việc upgrade này thì tôi sẽ nói ở một bài detail sau, nhưng mà nó tựa như một cái dự án riêng ấy, chứ nó không đơn giản là cái việc là như là các phần mềm thông thường là chúng ta cứ nhấn nút upgrade là xong đâu. Đấy là về cái phần license order. License order thì thông thường thì ở nhiều dự án người ta có thể kết hợp license order và PSO order này vào trong một hợp đồng duy nhất, nhưng thông thường thì chúng ta sẽ có thể chia nó ra, tại vì là những cái license này thông thường nó sẽ được miễn thuế. Nói khác là nó là những cái dịch vụ thuộc về tài sản trí tuệ nên nó có thể sẽ được miễn thuế chừng 10-20% gì đó, nên chúng ta sẽ tách rời nó ra, và chúng ta có thể sign off cái license order này directly với một cái công ty thuộc về license holder, có thể là tại Singapore hoặc Hồng Kông hoặc là thậm chí Hoa Kỳ á, thì nó dễ dàng hơn. Còn đối với cái PSO này thông thường là nó sẽ phải chịu thuế. Vì sao? Tại vì cái chính sách của chính phủ người ta khuyến khích những cái thuộc về technology, mà những cái ngành thuộc về technology, nên là cái LSO này sẽ chịu thuế, còn cái PSO này thì sẽ phải chịu thuế, còn cái LSO này không chịu thuế. Tất nhiên cái này chính sách nó thay đổi liên tục, nhưng mà thông thường để có một cái practice tốt thì chúng ta nên chia đôi cái hợp đồng này ra cho nó tách biệt hẳn ra. Thế thì đối với cái PSO này ấy, thì là nó là một hợp đồng one-off, có nghĩa là chúng ta triển khai xong dự án rồi là thôi, nó sẽ không bị hoặc là được renews như là cái license service order này. Thứ hai nữa là PSO thì thông thường nó sẽ dựa trên SOW, thì cái mức độ mà nông sâu hoặc mức độ rộng hoặc là hẹp của cái scope work thì nó sẽ quyết định xem là cái mức độ chi phí cho cái phần implementation này như nào. Nên nhiều bạn sẽ bảo tại sao lại gọi là PSO mà không phải là implementation order, tại vì là thông thường ở bên hãng thì người ta sẽ chia làm ba đội, là đội product, đội implementation và cái đội maintenance. Thì đội product thì người ta gọi product team, còn đội implementation thì thông thường người ta sẽ gọi là PS team, tức là professional service.
có thể dịch nôm na là dịch vụ chuyên môn, nhưng mà đây chúng ta sẽ dịch là dịch vụ triển khai. Cuối cùng là đội maintenance thường được gọi là customer support team. Đấy, thì nó là bay trên cái SOW, cuối cùng là nó có thể dưới dạng là fixed fee, tức là chi phí cố định ấy, hoặc là dưới dạng T&M, tức là time and material, tức là làm bao nhiêu thì tôi sẽ đo đếm thời gian, rồi tôi sẽ bill theo cái thời gian mà burn down theo cái request của khách hàng. Nó sẽ là một cái customized package được deliver đến cái môi trường của client. Đấy, nó khác với license, là license là một cái standard package và cài đặt ở môi trường của khách hàng, nhưng mà đây nó sẽ là một cái customize, tức là một cái mà đã được build theo cái yêu cầu trong cái FSD, TSD của khách hàng rồi đấy ạ. Và tất nhiên là trong quá trình triển khai PSO này thì có thể có những cái chargeable CR hoặc là những cái free CR raise lên trong cái quá trình làm phân tích gap và cái quá trình build, thậm chí là cả quá trình test, thì khi đó thì cái CR cost ấy nó cũng sẽ được tính theo, nó sẽ được tính là CR của PSO và nó sẽ tính vào cái giá trị của cái PSO đó, tức là total contract value của cái PSO đó. Thì đấy là đôi nét để chúng ta hình dung được là cái LSO và PSO này nó khác nhau ở chỗ nào, và chúng ta nên hiểu nó như thế nào, tại sao chúng ta phải chia đôi nó ra, và chúng ta nó có những cái điểm giống và khác nhau như thế nào. Thế thì thông thường thì cái LSO này nó hiểu nó thì và quản lý nó khá dễ, tại vì nó là standard rồi. Còn lại cái việc triển khai của chúng ta nó hay có những CR, những tranh cãi trong SOW ấy, thì cái PSO này sẽ phải là cái mà có cái high attention hơn. Bây giờ chúng ta nói về đến tỷ trọng. Đấy, thì nhiều bạn sẽ hỏi là nếu mà đã là tiền trả cho bên vendor rồi thì đâu trả là tiền, đúng không ạ? Tiền thì nó vẫn là tiền. Đấy, nhưng mà quan trọng là khi mà chúng ta break down tiền nó ra như thế nào thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái dòng tiền về sau. Tôi lấy ví dụ như nếu là PSO thì nó sẽ là one off, chính vì vậy chúng ta trả tiền một lần. Còn nếu mà license nó cao thì rõ ràng là cái chi phí về maintenance nó sẽ cao lên và chi phí renew license sau này nó cũng sẽ cao hơn. Chính vì vậy nên là làm sao mà chúng ta có thể đàm phán theo cái hướng là làm sao nó có được cái well balance giữa cái PSO và LSO. Thì thông thường một cái practice là nó có thể là 50-50 hoặc là 60-40, nhưng mà theo tôi quan sát thì nó là cái practice là 60-40, tức là cái license order này cái giá trị của nó sẽ chiếm khoảng 60% cái total contract value hay còn gọi là TCV của cái TCV với ký với cái vendor, chính là cái solution provider. Ở đây là tôi không tính đối với các đơn vị outsourcing hoặc là những cái đơn vị thuộc về local vendor hay là những cái đơn vị third party khác. Thì còn PSO nó sẽ chiếm khoảng 40%, tức là ví dụ như hợp đồng là 10 triệu đô kiếm với khách hàng thì 6 triệu đô sẽ là cho license và 4 triệu đô sẽ là cho cái PSO này. Thế nhiều bạn sẽ nói là nếu mà trong trường hợp mà cái system đó đã khá là adapt được tốt so với lại cái yêu cầu của khách hàng rồi ấy, thì tại sao chúng ta phải cần một cái chi phí cho dịch vụ triển khai nó cao như thế này? Nó cao như thế này thì cái điều đó nó chỉ đúng về mặt lý thuyết thôi. Đúng về mặt lý thuyết có nghĩa là chúng ta nghĩ rằng là ok, đấy, trong cái quá trình demo rồi POC tôi thấy là cái hệ thống này khá là ngon rồi, và chỉ cần customer một chút thôi, build một chút thôi là nó sẽ đến banh là sẽ dùng được ngay. Thì vì vậy nên là chi phí PSO nó không thể nào cao được, có lẽ nó chỉ chiếm khoảng chừng 10-20% để mà customize cái standard package thôi. Nhưng mà đấy là cái suy nghĩ của chúng ta xét về mặt technical, xét về mặt logical, nhưng mà trong thực tế thì nó không như vậy. Tại vì là bản chất ra là bên phía nhà thầu ấy thì người ta ghi nhận những cái doanh thu riêng dành cho LSO và PSO. PSO nó sẽ dành cái nó sẽ là cái doanh thu dành cho cái đội PS đó. Nên là ở đây nó, nếu mà các bạn suy nghĩ như vậy nó chỉ đúng về mặt kỹ thuật thôi, còn trong thực tế về mặt thương mại, về mặt mô hình tài chính đối với lại vendor ấy, thì người ta sẽ không làm như vậy. Nên là thông thường thì cái chi phí về PSO này nó sẽ không thể thấp hơn 30% được đâu. Nó sẽ không thể thấp hơn 30% đâu. Nó đâu đó nó sẽ rơi khoảng trên 30% cho đến dưới 60%. Và nếu trong hợp mà nó có cái sự sai lệch quá lớn, tức là cái tỷ trọng của nó chênh nhau quá nhiều, ví dụ như là 70-30 chẳng hạn, thì đối với lại bên hãng thì người ta sẽ có một cái kỹ thuật tên là Carve-out Revenue Recognition, hay còn gọi là cái kỹ thuật
Chúng ta cứ hiểu hình dung nó là kết chuyển revenue giữa cái LSO và PSO internally của phía vendor, nhưng mà cái đấy các bạn có thể nắm bắt hoặc là các bạn không cần. Tức là mặc dù ví dụ như là cái license order này ví dụ như là 6 triệu đô chẳng hạn, thì bản chất cái đội LSO của bên phía vendor người ta chỉ ghi nhận 5 triệu đô và người ta sẽ có thể pass 1 triệu đô cho cái đội PSO này internally. Chính vậy nên là tại sao mà tôi nói là đấy là ở trong những cái trường hợp mà những cái hợp đồng ký với khách hàng nó quá chênh lệch giữa LSO và PSO, nhưng mà cái trường hợp đấy thì cũng ít xảy ra thôi. Tiếp theo nữa, chính vậy nên là một cái kinh nghiệm là nếu mà khi mà các bạn nhìn vào cái báo giá của một vendor mà thấy rằng là cái tỷ lệ này nó tương đối lệch và nó có cái gì đấy nó không được hợp lý ở đây ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể đàm phán lại để bởi các bạn tính toán được cái dòng tiền, tại vì cái LSO này này nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái chi phí maintenance và renew license về sau. Tiếp theo là chi phí maintenance, tức là sau khi chúng ta go live và handover về đội customer support thì hàng năm chúng ta sẽ phải có cái chi phí gọi là annual support thì chi phí maintenance đâu đó nó sẽ rơi khoảng chừng 20% so với lại chi phí của license, 20%. Ví dụ cái này là 6 triệu đô thì sorry 6 triệu đô thì chúng ta sẽ chia ra theo từng năm, ví dụ 6 triệu đô cho 6 năm thì sẽ là mỗi năm 1 triệu đô, thì chúng ta sẽ nhân với 20% thì ra cái license support hay còn gọi là maintenance. Thế còn đối với cái CA thì tất nhiên là không ai mong muốn CA được, không không ai mong muốn CA cả. Nhưng thông thường ở phía client thì người ta sẽ reserve cái CA đâu đó rơi khoảng từ 10 đến 20% so với cái chi phí PSO. Hay nói khác là tại thời điểm làm SOW ấy, mà chúng ta ra được cái chi phí PSO này này thì có thể là chúng ta sẽ phải reserve một cái contingency là chúng ta sẽ có CA, và cái CA đó thì không nên vượt quá châu đâu đó chừng 20% so với lại cái chi phí triển khai. Tại vì nếu mà chúng ta vượt quá thì rõ ràng là cái business case của chúng ta sẽ bị fail và hội đồng quản trị người ta sẽ đặt ra một dấu hỏi ngay về cái business case này. Tại vì là chi phí mà nó surpass, tức là nó exceed cái benefit mang lại từ dự án, thì rõ ràng là dự án có thể là nó sẽ không còn gọi là financially benefit cho cái tổ chức đó nữa. Nên là chúng ta đây là những cái thành tố của một cái pricing tiêu chuẩn đối với lại cái ở đây là cái primary vendor hay còn gọi là cái key solution provider đấy, chứ còn tôi không nói đến những cái chi phí khác mà chúng ta phải chỉ trả cho nhân sự, trả cho phần cứng, trả cho phần outsourcing, rồi trả cho local vendor, rồi trả cho bên consultant consulting company như là PLC rằng nếu mà các dự án có những cái dịch vụ đó. Nên là dự án này nó có rất nhiều những loại chi phí như vậy, mà đây thì chúng tôi sẽ chỉ bóc tách đối với lại cái license holder, tức là cái đơn vị chính ấy, primary vendor thôi. Ở đây trong một cái chart như thế này thì các bạn có thể nhìn thấy cái dòng lợi ích mà khi mà chúng ta làm business case nó sẽ tăng trưởng đều lên theo thời gian, tức là cái benefit tính bằng tiền của cái hệ thống nó mang lại. Tuy nhiên đó là cái chi phí thì nó đâu đó hình nó sẽ như thế này. Lúc đầu chúng ta initiate dự án là như thế này, xong sau đó là chúng ta sẽ đầu tư mua sắm phần cứng, rồi chúng ta bắt đầu triển khai, chúng ta đổ tiền ra để đổ tiền, đặc biệt là vào cái PSO, nó vì nó là one off mà nên là nó sẽ triển khai đâu đó chừng trong vòng khoảng chừng 2 năm, nên là nó sẽ chi phí đầu tư nó sẽ tăng cao như thế này. Rồi sau đấy là nó giảm dần và cuối cùng đến năm số 3 là chúng ta bắt đầu go live, thì chúng ta sẽ chuyển về cái chi phí gọi là handover and maintenance, thì từ đó chúng ta sẽ giảm người, rồi thì là chúng ta sẽ không phải trả tiền PSO nữa, đúng không? Tức là cái dịch vụ triển khai nữa, thì lúc đấy chúng ta sẽ chỉ có maintain thôi. Maintenance đó, thì nó bằng và cái chi phí nhân sự thôi, nên thành ra là cái biểu đồ cash flow của một cái dự án tiêu chuẩn thì trông nó sẽ như thế này. Tức là ở đây là tôi nói là cái biểu đồ mà chúng ta giải ngân chi phí đấy ạ. Giải ngân chi phí, tại vì một cục chi phí thì có thể to, nhưng mà khi mà chúng ta giải ngân thì trong cái mô hình như này, và đây chúng ta sẽ tính cái chi phí của một dự án trong 10 năm, thì cái biểu đồ nó sẽ như thế này. Thì tất nhiên là các cái biểu đồ của các dự án nó sẽ tương đối khác nhau, nhưng mà về cơ bản thì là nó xem là nó sẽ là tăng mạnh vào 3 năm đầu, và cuối cùng là sau khi go live thì nó sẽ giảm đi. Ok, vậy thì chúng ta có những cái attention nào, những cái chú ý nào mà cần phải chú ý trong cái quá trình mà chúng ta làm về cái PSO và LSO này. Thế thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải hiểu và expose toàn bộ những cái potential cost item đối với lại cái primary vendor này, hay nói khác là chúng ta sẽ phải đàm phán với nhà thầu là các bạn phải expose toàn bộ những cái gọi là potential cost item mà tôi có thể phải mua hoặc là phải chịu.
đặc biệt là những cái phân hệ liên quan đến reporting, liên quan đến middleware đó, thì lúc đó thì chúng ta mới biết, chúng ta mới có một bức tranh tổng thể để tránh gặp những cái surprise, mà những cái surprise này là tôi đã gặp rất nhiều lần. Ví dụ như CI maintenance người ta cũng lại trả tiếp này, ví dụ đỡ động đến report người ta lại trả tiếp cái license này, động đến cái những cái internal middleware của người ta cũng sẽ trả tiếp này. Và điều đó nó sẽ rất là vô lý, tại vì ngay lúc đầu chúng ta không biết thì chúng ta sẽ không thể nào dự trù được là nó có những cái chi phí như vậy. Thứ hai nữa là chúng ta đừng có dễ dãi trong cái việc là tiền thì nó vẫn là tiền. Chúng ta đừng dễ dãi như vậy, tại vì là cái cấu trúc của chúng ta breakdown giữa PSO và LSO nó sẽ ảnh hưởng đến cái dòng tiền và nó sẽ có thể gây thiệt hại đến phía client. Nên thành ra nếu mà chúng ta tối ưu nó một cách tốt đấy, thì rõ ràng là chúng ta sẽ hạn chế được cái tiền về, tức là cắt giảm được cái tiền về maintenance và license renew. Ok, tiếp theo nữa là khi mà làm cái payment schedule ấy, thì chúng ta cố gắng đàm phán theo hướng có lợi, nhưng mà cũng đừng bắt chẹt nhà thầu quá. Hướng có lợi đây là được hiểu theo nghĩa là nhà thầu thì người ta muốn luôn luôn muốn trả upfront, có nghĩa là trả càng nhiều càng tốt ở giai đoạn đầu, và đến cái lúc mà UAT and go live thì nó sẽ chắc chỉ còn đâu đó 20-30% thôi. Tuy nhiên là cái điều đấy là không nên, và nó cũng không fair, thực tế là không fair, tại vì là chúng ta cần phải go hand in hand đến tận lúc UAT, nên là trước lúc UAT có lẽ chúng ta chỉ trả khoảng chừng 40-50% thôi, còn lại sau khi UAT xong rồi đến lúc go live thì chúng ta sẽ trả nốt đâu đấy chừng chừng 30-50%. Thì đấy là một cái well balanced payment schedule. Tất nhiên ở đây nó cũng tùy theo cái vị thế mà chúng ta đàm phán với phía nhà thầu nữa, vị thế mà chúng ta đàm phán với phía nhà thầu và cái mức độ cạnh tranh của cái deal đấy nữa cơ. Chứ còn nếu mà nhà thầu người ta đã có cái mức độ cạnh tranh cao và người ta đã có cái vị thế tốt, vị thế đàm phán tốt đấy, thì có thể là chúng ta sẽ cũng tương đối khó để mà áp đặt được một cái payment schedule có lợi cho phía khách hàng. Cuối cùng đấy là một cái điều quan trọng là trong hầu hết các trường hợp thì chúng ta đừng có, tức là chúng ta phải nắm cái kẻ có tóc chứ đừng nắm cái người chọc đầu. Ở đây ý tôi muốn nói là chúng ta đừng có pick những cái middleman mà trở thành cái contract holder. Tại vì có rất nhiều những cái dự án mà có những cái middleman nhảy vào và đến lúc là chúng ta sẽ bị vỡ trận ngay. Nói khác là khi mà chúng ta làm việc thì hãy luôn làm việc với hãng, làm việc với cái primary vendor và sign off trực tiếp contract với các primary vendor đấy, kể cả là nó có là contract bằng tiếng Anh rồi nó áp dụng luật Hồng Kông, Singapore đi chăng nữa, thì chúng ta hoàn toàn có thể gọi là chấp nhận được cái rủi ro đấy, hơn là cái rủi ro mà chúng ta vì những cái yêu cầu nó rất là gọi là gì, nó rất là mang tính chất nội bộ, nó rất là mang tính chất lãi xẹt mà chúng ta lại phải ký với, thông qua với một cái đối tác thứ ba, có thể là local vendor hoặc có thể là một cái third party nào đó, thì đến lúc là chúng ta đang, tôi cứ nói vui là nắm cái kẻ chọc đầu ấy. Tức là cái đơn vị đấy người ta có nắm cái giải pháp đâu, có nắm cái license đấy đâu, nên là có rất nhiều dự án mà nếu mà chúng ta ký với các local vendor hoặc đối với các cái consulting company đó, nó gọi là reseller đấy, những cái người mà bán lại cái phần mềm đó, thì rõ ràng là đến lúc là khi mà hệ thống có cái việc gì xảy ra hoặc là chúng ta muốn đàm phán một CM mới thì chúng ta sẽ rất khó, tại vì là những cái người, những cái gọi tạm gọi là middleman đấy, những cái người ở giữa đấy, những cái nhà thầu ở giữa ấy, người ta cần lại phải đàm phán lại một cầu nữa với lại cái ông license holder đó, license owner đó, và nó sẽ rất là mệt mỏi, nó vừa tốn thời gian mà nó lại rất là mệt mỏi. Nên là cái điểm này thì chúng ta sẽ cố gắng là nắm kẻ có tóc chứ đừng có nắm người chọc đầu, và cố gắng là sign off cái contract model là trực tiếp đối với lại cái ông mà thực sự có quyền lực ra quyết định và nắm cái công nghệ của cái hệ thống của cái dự án đó. Ok, thì bài hôm nay là giờ tôi ông chia sẻ qua cho các bạn về cái LSO và PSO, cái cách mà chúng ta hiểu về nó, breakdown nó ra như thế nào và một số những cái lưu ý, hy vọng là sẽ giúp ích được ít nhiều cho các bạn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong các bài tiếp theo.